Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn thân thương của anh Dũng Vision. Chúng ta lại gặp nhau bản tin buổi tối của ngày hôm nay, ngày 29 tháng 7. Thì có một số cái tin như thế này các bạn này. Hiện nay anh Ba Lan này, anh Litva này và anh Latvia, là ba anh này đều có biên giới với Belarus. Đây anh Litva đây. Đấy, đây đây. Thế còn anh Latvia chứ quên, còn Litva đây là từ đây tới đây. Còn anh Ba Lan là từ đây tới đây, tức là ba cái biên giới thì đang hè nhau, tức là đang nói nhỏ với nhau là chúng mình đóng cửa biên giới với Belarus đi, sợ thằng Wagner quá, nhưng mà thực tế là đóng cửa là để cho nó để mà khỏi gián điệp đi qua lại rồi những là người nọ người kia là ABC đấy. Còn cái khu vực mà giữa Litva với lại Ba Lan thì chúng ta biết rồi, họ phong tỏa rồi, họ cho mấy cái tiểu đoàn tại đây rồi đóng, tức là giữa mà Belarus mà đi qua bên Kaliningrad bên này là không có đi được các bạn nha. Tại vì nếu mà đi được là các ông có thể là đi qua bên này đấy, chứ không phải là Kaliningrad đây là chúng ta biết rồi. Thế mình đi qua đây thì chỉ cần qua ông Litva một tí đấy, không cho ta đi thì ta qua bên Ba Lan một tí, thì chỉ cần đi qua một cái đoạn này thôi, mấy chục cây này cái là ta tới Kaliningrad rồi đấy. Bây giờ nó không cho nhá, mà cái chỗ này là rất là cẩn mật và có khả năng đóng cửa tất cả biên giới này lại. Đấy là một cái tin. Rồi, một cái ông tướng Đức vừa rồi chuẩn tướng, ông phát minh ra là ông biết tại sao là coi như là Ukraine phản công chậm rồi, đánh không lại rồi. Các bạn biết, tức là phát hiện ra đấy các bạn, giống như ông làm như ông phát minh ra một cái định luật định lý gì ghê gớm lắm. Ông bảo là tại vì quá nhiều mình cho nên là bây giờ mà cứ vừa nằm vừa ngồi đi gỡ mình, cầm những cái cây mà đi rà mình, chứ bây giờ nói thật là bây giờ không ai cung ứng nổi cho mấy cái xe tăng mà nó gá cái gỡ mình đằng trước, là xong nổ mấy cái cây xong lại lắp vào xong lại đi tiếp, thì không ai làm chịu nổi, không quốc gia nào có thể chịu nổi cái ông này. Bây giờ chúng mày nằm tay đi, mà bây giờ tay mà đứng lên mà nó quăng mà phát thì nó là có khéo là bay luôn cái gối đấy, cho nên phải nằm đấy hoặc bò. Mà bò nằm thì làm sao mà bằng đi đấy, rõ ràng rồi, có phải con chó hay là con ấy đâu mà bò. Thế là nằm cứ lết lết thì coi như là cái độ quan sát thì không bằng cái là đứng đấy. Thế chứ có phải rồi ông nằm ông đứng thì ông chỉ có hai cái bàn chân là ông có thể ông tiếp giáp trên đất, thì coi như mình biết thì đây ông nằm thì coi như ông tiếp giáp hơn đi nhiều nữa. Ông phát hiện ra cái đấy là coi như chính vì thế cho nên là bây giờ phá mình không xong, cho nên là đánh không được. Ôi giời, tôi tưởng là ông tướng ông phải giỏi cỡ nào chứ, ông thế thì tôi đúng, ông một chuẩn tướng thì tôi nếu mà tôi làm tôi phải thiếu tướng, trung tướng. Phát minh ra coi như làm tưởng nó rạng ngời cả cái châu Âu lên. Dễ sợ. Rồi, đến hôm vừa rồi. Một em nữ kiếm sĩ, tức là đấu kiếm đấy, của Ukraine, đánh với một nữ kiếm sĩ của Nga, đánh xong cái là bắt tay. Cô này không bắt tay nhá, lại còn nói là đồng bào tao, dân tộc tao không bao giờ bắt tay chúng mày. Rồi thế là bị truất quyền thi đấu luôn, thế là bây giờ ra khỏi luôn, mà trước mắt là truất quyền thi đấu 2 tháng, xử thua và ra khỏi giải, truất 2 tháng. Mà bây giờ cộng đồng mạng trên thế giới bảo là truất luôn, vĩnh viễn luôn cái con này luôn. Bây giờ cho nó đá bóng, nếu nó chơi bằng tay bây giờ cho nó chơi bằng chân, kiếm kiếp gì hết, kiếm đi đánh người à. Rồi đấy, bây giờ mạng các bạn làm, nếu mà có comment này, comment cho con này nó nghỉ luôn các bạn nhé. Rồi cái ông tổng thống hôm rồi, cái này tôi cũng hơi nói lan man tí. Ông tổng thống mà chỗ mà Eritrea mà coi như châu Phi đây này, hay là ông vừa nói tại nó cũng liên quan mà. Thì là ông châu Phi này nó cũng đang nói nó chơi cả Nga chả cả Ukraine, mà bây giờ tự nhiên là chơi với ông này thì mất ông kia, mà chơi ông kia mất ông này, thì cũng muốn là hòa bình, nhưng mà có cái là người ta vẫn chưa hiểu chiến tranh vì đâu, từ đâu, xung đột từ đâu. Thì cái anh này, anh đại diện châu Phi, anh nói rõ ràng lắm đó, anh nói cái hôm không biết là hôm 27 hôm 8 thì tôi cũng không để ý cái ngày, anh đại diện cho châu Phi nói là xung đột giữa Nga và Ukraine này là do phương Tây đạo diễn dựng lên, cho nên là không thể nào mà hai nước này mà tự làm được hết. Phương Tây bị rút ống thở là coi như là hòa bình ngay, chỉ đâu mà bây giờ cứ đàm phán mới đi tìm hiểu với đấy nọ kia làm chi cho mệt. Đấy, chúng ta là thấy rõ như thế để cho châu Phi nó tỉnh giấc rồi các bạn nhé.
xưa nay cứ thấy là bảo ông này cá lớn nốt cá bé, là thậm chí Việt Nam mình bảo ôi xâm lược xâm lược, Mỹ xâm lược lên 5-10 cuộc là chả thấy ai nói gì hết, đánh bom lắp bấy mọi nơi đừng không thấy ai nói gì hết, mà Nga với lại Ukraine là anh em là coi như người nhà với nhau, bây giờ suốt ngày nó qua nó đấm nó đá, bây giờ người ta qua người ta dạy bảo đó thì nó bảo là xâm lược, mà xâm lược là xấu chưa chắc nè, cái quả nếu mà xâm lược thì cái quả này là hơi bị ngon đấy, hơi bị hay đấy các bạn nha. Cho nên nhiều người là cứ nói theo cái kiểu như thế là không được. Rồi cái châu Phi vừa rồi là coi như là sau cái hội nghị vừa rồi là đồng ý thanh toán bằng tiền rúp trong các cái thương mại với Nga, và có thể là cả đồng nội tệ của quốc gia đó, cái đấy là rất lớn đấy các bạn nha. À, châu Phi này bữa nay cũng phi đô la hóa gớm rồi, cũng không sao, tốt, cái điều đó là tốt. Rồi thì ông này thì coi như là mấy ngày nay là tiếp tục bắn phá qua Brian, là coi như bắn súng qua bên cái làng Lomokovka, rồi cái chỗ mà Ben Gurus thì nó liên quan đến cái ông Kharkov các bạn nha. Các bạn phải nhớ là Brian thì giáp ông Chernigov, ông Kursk thì là giáp ông Sumy, còn Ben Gurus thì giáp ông Kharkov, còn ông Voronezh thì giáp ông Luhan, Luhan hoặc Lugan được nha. Tôi đúng là nói Nga là nói là Lugan đấy, nhưng mà nói với chúng ta thì Lugan, Luhan hiểu hết. Đấy thì hôm nay là nó chơi hai chỗ này, bắn cối 120 nha, bắn vào các trạm kiểm soát rồi. Ghê gớm đấy chứ có phải. Rồi ông Zelensky thì coi như là tuyên bố với lại thế giới là coi như là hoãn cái Noel. Ở đây đang chiến tranh Noel là coi như bị chửi quá trời luôn, dân thường cũng chửi, con chiên cũng chửi, con đạo cũng chửi, rồi cái mấy cái cha mục cha các loại kia là coi như là cũng chửi, không chấp nhận được. Thằng này là người ta comment ở trên mạng nó là thằng quỷ Satan rồi, cái thằng này nó mà rằng mà nó đoán nó người Do Thái nó thiết gì đây nữa. Rồi cái cầu Crimea hiện nay phong tỏa các bạn nhé. Đấy, cầu này là phong tỏa. Có một số bạn cứ nói cầu Kép thì tôi khuyên các bạn là không nên nói là cầu Kép các bạn nhé. Chữ Kép nó là địa phương của bên Crimea, tức là bên Ukraine trước đây. Còn Taman là phía bên Nga, tức là người ta đi theo hướng Taman đi hướng Kép, hay là từ hướng Kép đi Taman qua cầu Crimea. Các bạn nói cầu Kép là sai đấy. Hoặc là nói cầu Taman là cũng sai đấy. Tôi nói ví dụ cầu Long Biên là nó từ bên Gia Lâm mà đi qua bên bên cái hàng đầu của bên Hà Nội. Thế là thì mà các bạn này nói là cầu Gia Lâm thì nó sai rồi. Các bạn nhá, đấy chưa nói là nói cho cái phía bên Ukraine là càng sai nữa. Bên Nga nó làm cái cầu Crimea. Chứ không phải là cầu Kép, mà eo biển Kép đi ngang qua cái eo biển Kép. Các bạn cố gắng các bạn nếu mà trong cái kênh tôi các bạn cố gắng nói cho nó đúng cái. Đấy chứ thì mình cứ nói cho tiện nữa, tiện tại sao không nói là cái eo Taman. Cho nên cái cầu nó là cầu Long Biên, chẳng phải nói là cầu Long Biên, chứ ta không thể nói là cái địa danh của hai bên cầu. Đấy, thế là đây là cầu Kép thì bên này nói cầu Taman, thế là cuối cùng nó là cầu gì? Nó là cầu Crimea. Đấy, các bạn nhá, Crimea. Đấy, các bạn nói thế cho nó dễ thương à. Đấy, qua eo biển Kép, ví dụ thế, nó Kép với Taman nó là địa phương đấy. Cho nên là nói tôi có nói cái chuyện này một hai lần rồi, nhưng mà có nhiều người lại không là vẫn như thế. À, vừa rồi thì các bạn biết là cái chỗ mà Kremlin này là coi như là ra hàng nhiều, tóm lại là cái khu phía bắc này từ Kurian xuống Kremlin là ra hàng nhiều. Về nhì giải, nếu mà đoạt giải thì giải nhì thì thuộc về khu vực Bakhmut, Artemov, và giải ba là thuộc về cái chỗ mà Rabotine. Nếu mà đoạt giải mà coi như ở đâu hàng nhiều nhất thì số 1 là khu vực Kurian Liman, số 2 Bakhmut Artemov, số 3 từ huy chương bạc thuộc về Orikov Robotina các bạn nhá. Gần riêng cái khu vực mà Kurian này thì các bạn biết rồi, là coi như bây giờ cái lính Ukraine nó là lính hạng 2, bây giờ lính thuê tao mới to cái là hôm trước là coi như là đang bị thương, cái là nó xối luôn xăng và nó ném luôn cái thùng diêm vào đấy, cái lửa vào đấy, thế là xong. Còn hôm vừa rồi là có một thằng nó bắn cho một cái thằng ở cái chỗ mà Kurian nữa. Nó ghét lắm, tại can tôi nói tiếng Anh, mày nói tiếng Ukraine, tao nói tao đang mệt bỏ mẹ đây, bây giờ tự nhiên nói tiếng Anh là phải đi phiên dịch với mày nữa, rồi bảo cho mày tí nước, cho mày tí lương khô, bây giờ còn phải đi có kiếm cái thằng phiên dịch thì tao cho mày luôn là coi như là một ca xăng với hụt quẹt nhá. Đấy, cho nên các bạn hiện nay tình hình này là coi như nó bắn luôn chỉ huy nữa, chứ trung đội trước là nó lột hết, rồi may nó để cái quần đùi là đi về, còn nó lột hết xong thế là coi như là thế là chạy đi không bắn này, tức là chỉ huy chạy đấy các bạn nhé, rồi tất cả đào ngũ, không phải đào ngũ mà đào ngũ thì còn về, nhưng mà đào ngũ về tức là hốt ra lại thì tốt nhất là ra hàng, đấy, chờ đến giải phóng nhá.
nó là bây giờ tình hình như thế chứ. Rồi thì cái hôm vừa rồi là các bạn cái Kinzhan ấy, tôi hay hay nhắc cái đấy, tại vì bây giờ nó mới la toán này các bạn, la toán này thì mới biết nó hậu quả nó là cái gì. Thì trước hết là cái chỗ sân bay đấy thì là hôm sáng chúng ta nói rồi, cái S-24 hình như là nó đi rất nhiều cái khu vực đó các bạn nha, cái chỗ mà Jytomyr đấy, đây này cái chỗ này này, cái chỗ đây Starokonstantinov, Starokonstantinov đó là một cái họ rồi, chúng nói là Staro tức là già các bạn, Starokonstantinov rồi Khmelnytsky và Ternopil, ba cái ông này là coi như là riêng Shadow là nằm ở chỗ ba này. Thứ nhất là máy bay có thể tích hợp được cái bom, cái tên lửa đó. Thứ hai là cái đường băng và cái hệ thống nhiên liệu, và cái thứ ba là cái sân bay, làm cho ba người tan nát luôn. Kinzhan rồi đến ông Dnipro, Dnipro rồi đây. Ông này thì hôm vừa rồi là coi như là đánh vào cái trung tâm SBU ra quyết định đấy các bạn, tức là cơ quan an ninh ở đây là chết rất nhiều sĩ quan, tại vì cái hôm đấy là có Zelensky ở đây các bạn nhá, mà không biết sao là nó đi đâu mất lúc đấy, chứ còn đúng ra đi rồi. Hiện nay đang bới cái đống này lên là cũng là giống như Lvov, thì giống như cái Pablo Hart này ở đây này này đấy, giống như cái chỗ mà Kiev trước đây là bây giờ đang hốt, bây giờ bao nhiêu sĩ quan trong này, nghe nói được mấy chục sĩ quan, chứ tức nó mới đánh chơi chơi qua Rostov này này, Taganrog này, với lại cái chỗ Azov đây là hai quả này đấy các bạn này, nhưng có khả năng hơn hai quả, nhưng bây giờ nó lại đang phát hiện ra một vài quả đâu ở phía dưới mà chưa nổ được các bạn này, tại vì cái này nó cũng xịt hết rồi, bây giờ nó cũng đem ra thử, bây giờ nó đang tức là nó chế lại đấy, từ là cái tên lửa phòng không mà bây giờ nó chế lại thành tên lửa tấn công đấy, thì còn bao nhiêu thì ném hết đi. Đấy, như chúng ta hồi sáng phân tích rồi, để xem cái phòng không của tụi bay có ok không, nếu không ok ta sẽ chơi tôm sao đâu đấy, mày định chơi tổng thống ta thì ta chơi tổng thống như trưởng bày đấy, ý thế thôi, đơn giản trả thù đó thôi. Nhưng mà có cái là đau lắm nha, đang là toán này này các bạn, thì mấy cái chỗ mà cứ bới bới mãi không lên này á, thì chúng ta biết đó là Kinzhan rồi, rồi mấy anh mày máy bay cứ phải Kinzhan rồi, chứ chả việc gì mà Kinzhan đi đánh lung tung mấy cái tháp gạo này, thường cứ là có những Iskander hoặc là Pháp hoặc là KH-101 là ok rồi. Đấy, thế còn cứ là cái đồng chí này là cứ là phải cái loại đấy thì vì kính tặng được, vì gọi là nó hợp lý được. Rồi thì chúng ta vào mặt trận. Mặt trận thì nó thực tế sáng giờ không có gì nhiều đâu. Mặt trận thì chúng ta biết rằng là cái chỗ Robotina này là nó cũng không có đánh đấm gì, nó đang mưa rồi, cho nên là bây giờ các ông là coi như đi lọ mọ ra đi kiếm bạn, mấy thằng bạn đang nằm vật vờ coi như rải rác khắp ruộng này, thì bây giờ chúng ta xem video. Thế là gom hết vào 5-7 thằng, cứ khiêng thằng 5-7 thằng, khiêng thằng khiêng, và đúng là khi nào mà tập hợp nhau đứng thở mệt quá thì Nga nó làm cái bom. Các bạn nhé, các bạn xem cái video đó. Rồi bây giờ chúng ta lên cái bom Vremica. Bom Vremica này thì bắt đầu anh điên loạn, bắt đầu anh đánh loạn hết các bạn. Tức là đánh vào cái chỗ này nha. Đây nào, đâu rồi? Một là nó xin lỗi. Một là ông đánh vào cái chỗ Starolinovska là một. Tức là đánh bom hết tất cả các khu vực này đấy các bạn nha, tức là bốn chỗ luôn. Là một cái chỗ này nữa mà nó chắc là nó nhỏ quá, chỗ này nữa tôi nhớ là bốn cái chỗ này nó trâu vào hết cái chỗ này đây. Đấy. Đây là các cái, tức là y một cái đường mà chúng ta vẽ đây là một cái đường đây, các cái làng đây, tức là ánh này chắc là bắt đầu là kiểu như là Roda trước này. Đấy, để mà coi như chuẩn bị tiến xuống này. Đấy. Đấy, các bạn thấy là y đi toàn là các cái làng đây là rất nhiều. Đấy. Chứ còn xung quanh ngoài nó không có. Đấy, còn cái Staromyr này thì miền Nam, phía Nam là của Nga rồi. Urasna hiện nay cũng đang bị uy hiếp, nhưng hiện nay vẫn còn đang giữ vững các bạn nha. Đấy, cái tình hình tại vì nó từ sáng giờ nó cũng không có nhiều đâu. Rồi bây giờ chúng ta đến cái chỗ đây, chỗ đúng là nó nổ khu vực đây chỗ này thì chứ không phải chỗ này đâu các bạn, đây nổ chỗ này này, đây tôi tra lại này này, đây Orinska chứ không phải chỗ này, tức là bốn vị trí, một là cái vị trí này, hai là vị trí này, ba vị trí này, Herhovka và Orlinska, đây là bốn vị trí hiện nay là nó phá nát ở đây các bạn nhé, để chuẩn bị tấn công hay gì đây thì không biết. Thì tôi nói là cái chỗ này đó, nếu mà kháng cự chỗ này mà không xong thì là phải kháng cự cái chỗ này. Đấy, cho nên cái chỗ này nó chưa đánh qua rồi, không mới được hôm qua được có 24 tiếng là mất lại, thì là coi như là còn qua cái kháng cự này nữa.
mà kháng cự này, cái chỗ này là các bạn biết này, cái chỗ này này, khu vực này này, đấy là gọi là Stromilinovka này, các bạn biết là đây là trung tâm hậu cần lớn nhất của khu vực mỏm Vremica. Đấy, tất cả các khu vực này thì chúng ta thấy là cả có một con đường nó chạy từ chỗ Prutina nó về đây nữa này, đấy, còn đây là trên đường này thẳng thẳng xuống thì đương nhiên rồi, đấy, đi qua đây hết, đấy, con đường đi là này, đấy, đấy, con đường đi là này, đấy, đi đi theo các cái làng xã, cho nên là tôi nói nhỏ cho các bạn chứ nếu mà bọn Ukraine nó biết là nó đánh vào đây đấy, nhưng mà nó đánh rồi, thế mà coi như mình chưa nói nó đã đánh rồi, tức là nó đang phá trong này thì tất nhiên là bây giờ phải phân hóa ra, phân tán ra, chứ cứ để một dồn một chỗ này là chết chúng nó đấy, mất là đánh đấy. Rồi chúng ta đi ra chỗ khác các bạn nhé, chúng ta đi lên cái chỗ bỏ qua mấy cái vùng Ulida này, đúng vào Mikhailovka, Borbeda, Marinka bỏ luôn. Thật còn cái chỗ này thì chúng ta vẫn thấy thế thôi, cái chỗ này là có cái lữ đoàn 79 bán hàng không của Ukraine tại Krasnohorodka này, thì bây giờ cái mỏ là của tôi rồi, trời của tôi, đất của tôi rồi, cho nên bây giờ là suốt ngày là cứ mang bom như không kích pháo binh đánh ra ngoài này, từ đánh ra ngoài này thì chúng ta biết rồi, trên tinh thần là coi như sẽ đây mình đang, chúng ta đang ở đây, chúng ta đang ở đây, đây đang ở đây đây đấy, thì coi như chúng ta biết rồi, thì mấy ngày này tôi cứ vãi vãi là cứ phóng lên trên này này, còn ông Adipka này sau khi khóa sổ này xong cái phóng lên trên này này, rồi bắt đầu từ đấy là bắt đầu là ông Vudera này là phóng lên trên này này, là coi là gặp cái ông ở trên là cái Kramatov ấy. Đấy nó chính đấy đấy, Kramatov với Slovensk là ở trên đấy, là tinh thần là như vậy, nhưng mà lúc nào thì hòa chung một lời ca thì chưa biết đấy, bây giờ cứ đánh đấm từng điểm một. Còn mấy cái anh Martinka này tôi nói thật là lượm là 30 giây đấy, còn ông Babeda 30 giây. Đấy, còn cái chỗ đây nữa này, Perovomaiska này, cái chỗ này là cũng là cái chỗ mà cũng là cái sau này các bạn sẽ nghe thôi đấy, Perovomaiska, cái chỗ này cũng sẽ đánh lên đấy. Còn chỗ này thì chúng ta biết rồi, tôi hay vẽ rồi, nó có đây là Đô Nhét, là thủ đô của Cộng hòa Đô Nhét này, đấy nó có con đường nó đi nữa này, đấy, đi lên như vậy đấy, thì các con đường đi lên này thì chúng tôi hay vẽ, thì cái ôi xin lỗi, thì cái chỗ này là nó có cái trung điểm tất cả mọi thứ ở đây, cho nên là đánh là cái này khóa 30 giây, sau đó là đánh lên thôi các bạn nhé. Đấy thì chúng ta sẽ thấy các cái điểm đấy, còn cái chỗ Vuleda này thì cũng đơn giản rồi, Vuleda này thì hôm qua là coi như là đánh hai bên tự nhiên gom hết vào một chỗ xong rồi Nga nó làm một phát thì coi như đi sạch luôn, thế bây giờ là chết mà không biết tại sao chết. Đấy, không biết tại sao chết, sai lầm, do sai lầm mà chết đấy các bạn. Rồi chúng ta đi lên trên này, bạn muốn có gì không? Artemo, Klitschivka, rồi à đó, phía tây này, phía tây nam này thì là Nga đang tìm diệt nha, UAV Nga đang tìm diệt các cái khu vực này, tương đối khá, chỗ này thấy vắng bóng quân thù rồi các bạn này, thấy vắng bóng rồi này, là coi như cứ có xe tăng nào là diệt, có xe tăng nào là diệt, cứ thò ra là diệt, chúng ta xem video của cái chỗ này các bạn nha, rất nhiều có thể nói là như vậy. Rồi chúng ta đi lên cái phía bắc Soleda, đấy Soleda đây các bạn này, hay nhầm cái Soleda này, để chúng ta định vị nó tôi hay mấy định vị mấy cái lớn thôi, chứ còn mấy đây là Bakhmut này, Artemov này, đấy thì hôm nay bắt đầu cũng đánh nhau ở đây, Nga thì Nga bỏ bom không kích tại cái chỗ này. Vasivka, cái chỗ này này các bạn này, đây nó gọi là Vasivka, y cái chỗ này luôn này, thì cháy lửa đây các bạn này, à, thì là Nga đang bỏ bom đấy, là chúng ta xem video ở đây là coi như cũng tiêu diệt rất là nhiều xe tăng, thì trong khi đó thì là Ukraine đang tấn công vào cái chỗ khu vực này bằng ba hướng, Fedorovka và Rodolovka cũng đánh vào cái khu vực này, thì hiện nay cái khu vực này đang giao tranh, nhưng mà nói chung là phần lợi là thuộc về Nga, bởi vì Nga ở trên không, Nga đánh, chứ không phải là Nga đánh dưới đất, cùng nhau dưới đất các bạn nha. Thì cái chỗ khu vực mà phía bắc của Soleda, Bakhmut nó chỉ có thế thôi, nó cũng không có cái gì mới. Đấy, thì từ sáng đến giờ nó cũng thế thôi, chỗ nào nó rộ lên thì chúng ta phân tích một tí thôi. Cái khu vực này chúng ta thấy là đây là Kurian, trên này là Kurian mà dưới này là Liman. Đấy, thì từ sáng là chúng ta nói là Sinkovka đây thì cũng đang ok, còn đây là Liman. Đấy.
Còn lúc nãy mà tôi vẽ mũi tên mà thẳng lên đây là Kramatorsk đây các bạn nha. Đấy, các bạn mà tham quan thì các bạn nhìn là các bạn biết hết rồi. Đấy, Slovakia chơi mấy em này nữa là hết đấy. Thì hiện nay Bộ Quốc phòng Nga là rất là khen ngợi các cái khu vực này, có như các đồng chí đánh rất là tốt. Cái chỗ mà ra rộng nhất là được 4 cây, còn cái chỗ này hẹp hẹp cũng được 2 cây đấy, các bạn nha. Còn cái từ trên này xuống cũng được 8 cây đấy, ngon lành đấy, ngon lành cạnh đảo. Còn cái chỗ này thì cũng đánh ra được rồi, cũng được ra một ít, cũng đang cố gắng là quay nó xuống dưới này đấy, Stamakovka. Thì cái chỗ này là cũng rất là được đáng khen đấy, được Bộ Quốc phòng tuyên dương suốt thôi. Torske đấy, và cái chỗ giữa đây nó cái chữ nó bé quá, tức là bản đồ bé quá nó không thấy chữ, thì nó gọi là Zarychnaya, thì coi như cũng đã đến Zarychnaya rồi các bạn nha. Còn cái chỗ khu rừng tội phạm thì nó nằm đây. Tại lúc to lúc bé là nhiều khi chúng ta không có nhận ra nó đâu. Đây khu rừng tội phạm thì truy kết cũng gần được nhiều rồi các bạn nha. Tại đây khu rừng rất là rộng mà nó là cái khu vực của Ukraine kiểm soát. Chính vì thế cho nên là cái việc truy quét nó không phải là đơn giản đâu. Đấy, rừng chúng ta thấy rồi, rất là rộng. Nhưng mà hiện nay là Nga cũng đang làm chủ, cũng chưa tức là hơn một nửa tí thôi, chứ chưa được là coi như là hai phần đâu, nhưng mà cũng đang dồn nó ra phía ngoài. Đấy. Thì tất cả các cái vụ này nếu mà làm tốt thì là coi như ok, còn nếu mà trong trường hợp mà chỗ Kurian, cái anh này chỗ mà Dobrochina này mà đánh ra được, là hồi sáng chúng ta nói rồi, đánh được xuống dưới này thì coi như cứ thế nằm xuống này thôi. Đấy, đi thẳng xuống này thì các đồng chí này cứ thế mà tấp ra. Đấy. Qua nó có hai cái sông nhỏ nó gọi là sông Zarabes. Qua sông đấy rồi cái là cái chỗ này thì đồng không mông quạnh đấy thì đi nhanh thôi, rồi ra tới cái sông này là cái gọi là sông Ochko. Thế coi như là đánh thẳng xuống đấy là thế là kết thúc, có gì đâu đơn giản. Vấn đề là bây giờ đánh như thế nào, bây giờ cứ nhì nhằng chơi hay như thế nào. Bây giờ chúng nó là cứ ra cái trung đội trưởng, cái nó bắn chết thằng trung đội trưởng, nó ra có cái thằng tiếng Anh tiếng Pháp, nó bắn chết cái thằng tiếng Anh tiếng Pháp rồi nó đầu hàng thì cũng được. Hay là mình cũng là đâm đâm với nó, năm ăn năm thua nó là 10, ta chấp nhận ta 10 thằng, ta đổ một thằng mày chả chạy gì. Cho nên là cứ giữ được thì cứ giữ, cứ nhì nhằng được cứ nhì nhằng, còn khi nào đánh lớn tính sau. Thì cái hôm vừa rồi đấy là các bạn biết đấy, đánh mà Kinza đây là đánh hôm đấy là anh cái sang đăng ký anh sẽ tới đấy, anh có họp của họp đấy. Đây là coi như là hình như là cái anh Zalusny là cũng trông ngớ cả lắm. Chúng ta xem cái video là coi như trao cho phần thưởng là cái khẩu súng khẩu xiết gì mà ông không nhận, vì sao ông lại nhận xong thế là ông chụp ảnh, và nói chung là giống như con nít ấy, các bạn. Thì chúng ta cứ xem để cho biết là cái giới tinh hoa của Ukraine hiện nay nó là như thế nào. Đấy. Rồi cuối video thì chúng ta xem một cái xe mà xe gọi là xe tăng bánh đốt đấy các bạn, bánh hơi mà hạng nhẹ của Pháp đấy, mà hôm qua tự nhiên là nó bỏ đấy, nó bảo là các anh mang về nghiên cứu, còn bọn em cũng xin thổi lỗi là coi như bọn em cũng không dám ngồi đấy. Có nhiều bây giờ bảo lái Leopard không dám lái đấy các bạn, nó bảo được cái đấy nó ngon ăn lắm mà. Ai mà nó cầm cái gọi bên mình gọi B40 B41 gì đấy là coi như là nó ngon lắm, mà bây giờ nó chơi đâu rồi chơi bán loại đấy nữa, là nó bò một cái thì khỏi đứt luôn. Cho nên tốt nhất là bây giờ thằng nào lái một coi như là thằng ngu cho nó lên lái, thì còn thằng khôn nó không lên nó lái rồi các bạn nha. Thế còn bây giờ còn cái hôm qua này coi như nó bỏ cái xe đấy, thì bây giờ là đang kéo về dân cứ chạy xem giống như là ô tô về làng đấy các bạn, cứ chạy xem là cái này thôi rồi đến một tháng sau thì ta sẽ ra một cái loại giống y như mày. Nga thì cái khoản này nó là trên trời, chứ còn ba cái đồ dưới đất, mày thích kiểu dưới đất thì sẽ nghiên cứu cái kiểu dưới đất, ta làm kiểu dưới đất cho chơi. Rồi đang kéo về thì dân cứ chạy quanh chạy theo đó. Đấy, cái chỗ mà đang kéo về cái chỗ mà nó đánh F-200 lúc sáng đó. Đấy, đi cái chỗ đấy luôn đấy, các bạn. Đấy, cái chỗ này đấy, Taganrog này bây giờ đang kéo tới đây rồi các bạn nhá, đang kéo tới đây là đi về đây đấy. Thì bây giờ các bạn là cái xe tăng là nó kéo chứ không cho mày đi đấy, cho mày đi mệt lắm, đang kéo bắt đầu gần tới Taganrog rồi là bắt đầu đi đây là đi về Rostov trên sông Đông để cho anh Gerasimov anh nghiên cứu. À, cái hôm nay ấy, là nó vừa rồi nó đánh cái vụ F-200 đây là bởi vì ông Shoigu là ông về đây, ông về thẳng đây các bạn nhé, rồi gặp ông Gerasimov, rồi gặp luôn cả Igor Konashenkov là coi như họp để mà báo cáo tình hình ấy, chứ anh không về bát đâu, anh về đây cái này đấy. Cho nên nó nghe tin đấy là địch bơm, nhưng coi như là khổ quá, nó bị xì với lại cái hệ thống phòng không tốt quá đấy, hoặc là nó bị là nó chế từ cái này sang cái kia, từ là cái phòng không mà sang cái thành giống như là đất đối đất để tấn công đó.
Thế là coi như là nó rơi rồi nó bị ấy, nhưng mà nó cũng bị hủy hoại cũng nhiều đấy nhá. Là thấy tôi rơi, thấy rơi xuống mà cũng cháy nổ cũng khá đấy, chứ không phải đâu. Hiện nay là cái người mà bị thương là coi như lên tới mười mấy người, mà trong đó có một người nguy kịch đấy. Đấy, như thế là có khả năng nó cũng có phát nổ đấy, nhưng mà chứ không phải là bắn rụng hết đâu, chứ nó không phải hai cái đâu các bạn. Đấy, cho nên chúng ta phải từ từ chúng ta xem các cái thông tin rồi chúng ta lọc chúng ta xử lý thôi, chứ còn bây giờ nói ra một cái nó vừa nói xong cái này chúng ta biết đúng hay sai thì không phải đâu. Cứ giống như cái đập ca khúc ca nó vỡ rồi cứ bảo bên này bên kia rồi là cố tình nó kia, nhưng mà sau nó vỡ dần ra thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Đấy, thì nó thuộc tính của thông tin là nó như vậy đấy, nhanh về chậm rồi đúng rồi sai rồi hoặc là ABC. Thì chúng ta là những người thông minh thì chúng ta cố gắng chắt lọc, chứ đừng có phê bình chỉ trích lẫn nhau các bạn nhá. Thì tôi đây, nếu mà tôi nhiều khi tôi lấy cái thông tin của cái nước ngoài đấy, tôi đang cũng bực lắm đấy, chứ mà có cái là nó sao bực được. Nó đó là một cái thuộc tính của thông tin. Đấy, ăn lâu lâu ông ăn cơm ông mãi ông ăn cục vướng vào cái sạn thì ông bảo là coi như là cơm gạo này nó không ăn được là không được. Chúng ta cố gắng hết sức thông cảm mà cũng phải là xử lý mọi vấn đề trong lịch sự một tí, nhất là trên mạng xã hội. Đấy, nhiều người bảo là chỉ đọc cái comment của bạn không là biết ngay bạn là người như thế nào. Đấy, chúng ta hết sức là giữ gìn chỗ đấy. Trên mạng của chúng ta lâu lâu có một hai người thôi, chứ còn hầu hết cái mạng của cái kênh của chúng ta có thể nói là tôi nói là rất là thân thường. Đấy, thì bây giờ tôi có một câu hỏi của các bạn này, các bạn comment cho tôi này trả lời, và có thể các bạn tức là trao đổi với nhau này, là Nga có cho Thổ Nhĩ Kỳ 12 cái tàu đấy với hai cần cẩu về không? Đấy. Hoặc là có cho ngũ cốc trên tàu đi ra không? Đấy. Có cho cái tàu về hay là cho tàu về không? Hoặc là chưa không cho đi luôn? Đấy. Thì các bạn, theo quan điểm các bạn là như thế nào? Lúc nãy thì tôi nói sơ sơ về cái quan điểm tôi rồi đấy, về cái cách nhìn nhận tôi đấy, nhưng mà các bạn xem cái quan điểm của các bạn là như thế nào? Xem có trùng với của tôi không? Các bạn có trùng nhau không? Hay là có trùng với Putin không? Xem các bạn giống Putin hay là các bạn giống tôi, hay là các bạn là có ý kiến của riêng mình, thì các bạn comment ở phía dưới. Thế nha các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.